Đây, sáng nay tôi có cái cây bản năng nhỏ nhỏ này đây nha. Đây, ghép tôi định ghép cho nó ba mầm, mầm này nó bị chết này nha. Đây, con gà nó nhảy nó bị sẹo cái mầm nó chết. Mà tôi giữ cái bầu này ra để đưa lên cái chậu này xem nó dựng cho nó cái dáng nào. Bên này có thể là để hoặc là bỏ đi cũng được, nhưng mà phải bới nó ra đây nha mọi người. Nhìn thấy cái bệ này. Mấy cái này nhỏ nhỏ mà làm nó tốn công lắm, từng vi làm nó phải ghép tốn công lắm. Đây anh em thấy không? Mới sơ sơ mà nó đã thành một cái hình dáng mỗi cây. Bây giờ mà tôi tiếp tục là ghép thêm mầm này anh em ạ. Mầm bên này nữa. Thì cây này nó sẽ rất là ấm cây này sau này. Bông xử lý phòng chống cái này. Bông bên này thì làm nó như một cái thân anh em ạ. Nó không có một cái ngọn. Nhưng mà đánh ra đây. Bông bên đây thì đưa sang bên này, đây cành này sang này, ngọn trên này,
Thì ghép tường vi là nó khá đơn giản anh em ạ. Đây những cái cành mà anh em cắt nó xuống này, anh em lấy những cái này này, anh em ghép này. Đôi khi là tường vi này thì mình cứ, bây giờ mình muốn mầm nó chỗ nào thì mình ghép tới đây. Muốn nó mọc chỗ này thì mình ghép chỗ này. Chỗ này đúng ra phải xử lý một bông nữa. Nhưng mà nhìn vậy thì tường vi sau này mình làm nó cũng nhanh lắm anh em. Cái chỗ này nó ra nó cũng che được cái chỗ này. Cành này thôi đưa xuống để xử lý cho này. Giờ để tiến hành ghép bôi keo cho nó là ok. Còn cái này thì nó bật nhanh lắm. Cắt thế này một cái là thôi. Một tháng sau để nửa tháng sau để anh em xem. Đây là cái cây hôm bữa tới cắt anh em xem. Đây này, anh em nhớ cái này không? Đấy, tường vi khi mình bấm lại nó bắt đầu nó bật lọc. Nó dày dít anh em ạ. Rất nhiều sự lựa chọn luôn chứ, nhiều cái mầm nó mọc không đúng vị trí nó cắt nó đi. Bật không phải như là kiểu như mầm sung với lục vừng, nó bật nhiều mầm. Thậm chí nó còn dày hơn cả xanh nha anh em nhé. Đây ghép thì anh em lấy cái một đốt thôi nha, còn nhiều rồi. Tôi cũng làm video này rồi, một video hướng dẫn anh em ghép rồi mà nhiều anh em vẫn hỏi. Đây anh em không có dao ghép thì anh em có thể là lấy con dao làm được. Vát hai đầu. Dao sắc anh em nhé, dao gì cũng được. Mình đặt làm sao mà cho hai cái vỏ này này nó ăn với nhau này anh em này. Bằng keo cuốn lại. Đây sau một thời gian thì nó được cái mầm ghép nó ăn này. Ghép thế này thì sau này nó sẽ tự nó bật mầm nó đâm ra khỏi bì ni lông này nhé. Tại vì bì ni lông này bì ni lông tự hủy anh em ạ. Đây này. Khi nó ăn là nó thành thế này. Cái mầm này tôi không muốn nó mọc cao anh. Tại vì cái thân này thì đúng ra là trước phải ghép ở dưới đây. Đây mới là cái thân chính của nó. Nó quái cây nha. Đây thế này là xong rồi anh em. Giờ chỉ đợi những cái mầm này ra rồi uốn tỉa tạo tác thành một cái cây bonsai thôi. Thế video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé.